Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy, mình là Abinkha đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm một video nữa liên quan về chiếc iPhone 12. Cùng nhau xem xét thử là tình hình của chiếc iPhone 12 tại thị trường đông dân nhất trên thế giới, đó chính là Trung Quốc, như thế nào các bạn nhé. Trước khi đi vào chi tiết video thì bạn cũng có thể là ghé qua Clickbuy. Hiện tại thì Clickbuy đang bán rất là đầy đủ các mã iPhone 12, từ iPhone 12 đến iPhone 12 Pro. Còn mini với lại Pro thì hiện tại vẫn chưa có. Rõ ràng thì nó vẫn chưa được bán ra chính thức mà. Đó thì mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video nhé. Rồi, quay trở lại với nội dung chính của video, đó chính là iPhone 12 bị vỡ trận ở Trung Quốc. Chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt, giá của iPhone 12 đã giảm mạnh. Thậm chí một số người bán còn đưa ra mức giá thanh lý thấp hơn cả trên website chính thức. Hashtag iPhone 12 rất thịnh hành trên Weibo, đạt hơn 6 tỷ lượt xem. Nhưng nhiều cư dân mạng hoặc chỉ trích chiếc điện thoại này vì mức giá cao, không bao gồm phụ kiện, hoặc so sánh tiêu cực với các đối thủ trong nước như là Huawei hay Xiaomi. Người tiêu dùng Trung Quốc cũng nghi ngờ về góc độ môi trường mà Apple đã thúc đẩy. Theo nhiều cư dân mạng, một trong các lý do khiến họ thất vọng và suy sụp về chiếc iPhone 12 đó chính là phiên bản màu xanh dương của nó. Cụ thể, màu sắc từ các hình ảnh được người ta chia sẻ trên tay khá khác so với ảnh trên trang web chính thức của hãng. Do chất liệu kính ở phía sau phản chiếu ánh sáng tạo thành một màu rất đậm. Màu sắc này bị nhiều người dùng chê là quá thô tục và hơi phèn, khiến cho không ít người đã đăng ký mua cũng bắt đầu ngần ngại trả lại sản phẩm. Bên cạnh đó là vấn đề quá nhiệt của sản phẩm khi đang sử dụng, đặc biệt là lúc chơi game. Trên thực tế, vấn đề này nằm ở chỗ không phải nhiệt độ của những chiếc iPhone mới tăng quá cao, mà là việc phân tán nhiệt khiến cho khu vực cành rìa của thiết bị tăng cao hơn ở phần trung tâm. Cùng với đó là thiết kế phản mới, khiến cho diện tích tăng tiếp xúc với tay, tạo nên một cảm giác ấm nóng hơn bình thường. Cùng với đó là vấn đề không bán kèm cục sạc và thời lượng pin của iPhone 12 cũng kém hơn so với các sản phẩm khác. Một thử nghiệm trực tiếp cho thấy, khi bật chất lượng hình ảnh cao nhất và thực hiện thử nghiệm chơi game kéo dài nửa giờ, lượng pin của iPhone 12 Pro giảm từ 53% xuống còn 38% so với mức 15% của iPhone 11 Pro, khiến cho sự chênh lệch này ngày càng lộ rõ, làm cho người dùng e ngại nâng cấp. Trên thực tế, ngoài các vấn đề trên, có thể nói việc vỡ trận của iPhone 12 đã phản ánh phần nào về mức độ phổ biến của thương hiệu Mỹ trên thị trường smartphone Trung Quốc ở một mức độ nhất định. Báo cáo phân tích phát triển ngành Internet di động tại Trung Quốc quý 3 của Trust Data Big Data được công bố vào ngày 29 tháng 10 cho thấy, doanh số bán điện thoại di động của Huawei tiếp tục dẫn đầu thị trường Trung Quốc đại lục. Xếp thứ 2 và thứ 3 sẽ là Vivo và Oppo, còn Apple lại bị bỏ rơi khá xa trên bảng xếp hạng. Trong quý 1 và quý 2, doanh số của iPhone đã tăng trưởng nhanh chóng tại Trung Quốc. Một phần là do mẫu iPhone SE rẻ hơn và các chính sách giảm giá để tiếp tục thúc đẩy chi tiêu trong các mùa lễ hội mua sắm. Và cho dù đặt lòng yêu nước sang một bên, các thương hiệu nội địa Trung Quốc cũng đã dần bắt kịp bằng cách cải thiện thương hiệu và trải nghiệm người dùng, bổ sung các tính năng cao mà người dùng Trung Quốc ưa thích, chẳng hạn như 5G và camera tốt hơn. Chưa kể, Apple cũng đang mất dần chỗ đứng vì các thương hiệu Trung Quốc đã đưa ra các kỹ thuật tiếp thị mới phù hợp hơn với người tiêu dùng Trung Quốc. Cụ thể, người dùng tại thị trường này có cái nhìn tích cực về KOL và đại sứ, một chiêu tiếp thị mà Apple luôn tránh. Ví dụ, Oppo đã rất xuất sắc trong việc tận dụng KOL hay Huawei khéo léo trong việc hợp tác với các hãng thời trang. Huawei cũng đang mang đến những trải nghiệm cải tiến cho khách hàng, đến trải nghiệm từ các bài giảng và lớp học nghệ thuật, hoặc đến các kinh nghiệm về cách mua sắm tốt nhất trong hệ thống sản phẩm của mình. Tất cả những điều này cho thấy rằng, nếu Apple muốn quay trở lại thời kỳ vinh quang trước đây tại thị trường Trung Quốc, hãng công nghệ Mỹ không còn có thể phụ thuộc vào vị thế trong quá khứ như một biểu tượng của sự địa vị và sang trọng. Rõ ràng hơn, Apple phải cung cấp những gì người tiêu dùng Trung Quốc thực sự cần và muốn sở hữu. Đây cũng là thông tin cuối cùng của trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.